Xin chào các bác ạ, em đang ở tại khu triển lãm Ninh Hiệp ạ. Một không gian 7 cây bonsai rất đẹp. Em xin quay video chia sẻ cây cho các bác cùng ngắm nhé. Mọi người xem kênh đăng ký kênh ủng hộ giúp em thêm động lực nha các bác nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Đầu sân là một cây xanh Nam Điền. Tại cuộc chơi này thì mọi người các ban tổ chức gần Ninh Hiệp đã đi mời đích danh từng cây đến từng nhà nên là cây rất chất lượng các bạn. Nam Điền rất xa. Cây xanh quê rất đẹp. Cái này hình như của anh Đàm Đá mới mua lại của chú Hữu Trịnh, chú Hữu Còi ở Văn Giang đấy ạ. Giảm rất phê ạ. Trồng xanh quê em rất thích. Cây hoa giấy hoa sái rất đẹp. Các bác nào chưa có điều kiện đi triển lãm đi Ninh Hiệp tham quan thì có thể xem qua kênh video của em nhé. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng để nhận cây à. Ngày mai thứ hai là ngày khai mạc các bác. Cây xanh Nam Điền rất đẹp, dáng chiếc hoành. Xanh Nam Điền này chưa treo biển tên nhưng em cũng biết là cây của anh Minh Dưỡng. Quá quen thuộc ở nhiều triển lãm rồi các bạn. Cái điền này dáng cổ này của anh Minh Dưỡng ạ. Rất nhiều cây đẹp và chất lượng. Xi này xuất phát từ anh em chợ đỏ đây, anh Vũ Bát Tràng đã mua về ạ. Cây quá chất lượng các bạn, toàn cây quý ạ. Rất nhiều cây đẹp các bạn. Bây giờ em có thời gian để phải cũng đợi tập kết nhiều cây hơn thì mình đi quay nó được nhiều hơn các bác. Cây này của anh Vũ Bát Tràng, tác phẩm Cầu Kiều. Tay bông rất đẹp. Vũ là một những nghệ nhân làm cây rất đẹp. Cây xanh trên đá thấm thủy. Cây thì về độ già thì chấm hết rồi ấy. Cây cổ nét cổ ấy. Lá bé xíu nữa các bác. Như đầu móng tay ấy. Cây nhất phúc. Dáng một quả phúc ấy. Cây xanh Nam Điền hai thân. Cây xanh cổ bám đá của anh Tâm Phạm Hà Lam. Đồ cổ già xịn, chân bệ chảy nhũn. Cây xanh Nam Điền dạng lão. Dòm làm đẹp ghê các bạn. Cái này như của anh gì ở móng cái sao ạ? Cây xanh Nam Điền ba thân liền lạc xịn sò này.
Cái này của anh Facebook là Long Ẩn, anh Hiếu và Tường Tín các bác nhé. Chú Khương tạo tạ. Tân trực ngoài làm đá rất đẹp. Cái này em nhầm trước của anh Thành Quán Toan đó. Không biết giờ giao dịch đi đâu. Cây xanh quê rất ấn tượng. Tác phẩm Mái Ấm của anh Quốc Trần. Thật sự quá đẹp các bạn. Thần nở. Kể tứ diện như nhau. Cây si cổ của chú Phương. Nào, si và nằm bông rắm rất đẹp. Các phẩm Khát Vọng của anh Tiến Bonsai. Văn Tiến, Facebook Văn Tiến Bonsai. Cây rất giả. Chưa vỡ hết thịt được các bạn. Tiền Phúc. Đầy lên vài trăm tác phẩm, toàn tác phẩm đẹp rồi các bạn. Mọi người có điều kiện thì đến trực tiếp tại khu đô thị Ninh Hiệp đây ngắm cây ạ. Rất phê đấy. Đây, em này em mới đi một từ đầu cổng vào đấy. Thì em sẽ quay chi tiết nhiều đến tác phẩm hay hơn nữa cho mọi người cùng ngắm nhá. Bên này toàn cây to. Tác phẩm Ngũ Long Vũ Hội. Xanh nhằm điểm to. Chủ Đỗ, chủ nhân là Đỗ Huy Thành ạ. Cây cổ kết hợp với bể cổ ạ. Đây là cây xanh của anh Chí Thường Tín ạ. Rất khủng. Cây xanh cổ của bạn cổ Lưu Phương của chú Quân. Rất khủng các bạn ạ. Triển lãm này toàn siêu phẩm, mời đến rất nhiều siêu phẩm ạ. Sông quê trên đá. Mọi người có thời gian thì đi ngắm trực tiếp thì rất là phê đấy. Chuyên ông về ông xem là còn thằng nào, những thằng nào không có ý ông loại hết đi. Mà ai nó cứ làm mình đi cứ gọi người nó phải theo mình đi theo nó đó để thầu nó. Đến đây không giản cẩy mọi người nhé. Cái tường vi rất đẹp của chú Tuấn Hoa Bì ạ. Cái xanh Nam Điền này của anh Hoan Nào Cai các bác nhé. Đây ạ, cây trên Nào Cai xuống tận thủ đô để triển lãm đấy ạ. Xì rất giả.
cây chuối bám đá rất nghệ thuật. Cây xì là quá đẹp. Cây đa của anh hùng BS Hoàn Phượng. Một cái xì rất cơ bắp ạ. Nằm biển cây chuối của vợ chồng chú Hùng Siếc, cây chuối bonsai, một cái sùng rất đặc cấp. Em quay ở nhiều triển lãm rồi ạ. Cái sàm bắt về thì em không biết là sàm trái hay sàm ngoài. Bộ tàn kinh khủng các bạn. Cái sành quê nô cục toàn thân. Cây thường vi các bạn. Cái xì cổ, dáng cổ. Cái xanh đá móng. Xì của anh Phạm Hiếu. Quá nhiều các tác phẩm nữa các bác ạ. Toàn tác phẩm đẹp. Ban tổ chức làm phông nền rất đẹp ạ. Trong đây thì toàn là khu đô thị rồi ạ. Cái xanh của chú Tuấn Khoa Bi ạ. Tác phẩm tên là Xuân Thu. Rất quý. Còn rất nhiều tác phẩm nhé. Em sẽ quay tiếp tục video sau nha. Mọi người cùng ngắm theo dõi ạ.